Hello em, Thư Đặng, Linh Bi, hello cả nhà. Buồn quá lên livestream tám với cả nhà tí nha. Hôm nay giọng cũng chưa có được khỏe lắm cả nhà, nên là hello cục cưng Nguyễn Thanh Sang. Nay mặc áo hột không à, hột hè qua lá hè nè. Con này con gì quá đây? Con mèo hả? Con gấu. Con gấu. Con gấu. Thay cả mắt kính không? Chị còn bệnh, còn bệnh Sang ơi, còn bị nghẹt mũi giống như tai mũi họng mình đi liền với nhau á, giờ nó có ù ù nó tai khó chịu á, mà ngày 6 tây là ngày phải quay quay hình nữa. Ngày 6 tây, 7 tây, 8 tây, 9 tây luôn là ngày quay hình rất là cực, quay cả ngày lẫn đêm luôn á cả nhà, nhưng mà sẽ cố gắng. Vợ chào cả nhà nha. Cái này em có bỏ đường dưới đây chưa? Bỏ thêm đúng không? Cho chị miếng chanh đi. Chanh. Khăn giấy luôn em. Hello em Khánh Hòa. Hello chào tất cả đại gia đình. Buồn quá lên livestream tám với cả nhà, tại vì cả ngày nằm lì ở trong nhà, không có đi ra đường, không có không nói chuyện với ai, giống như mình bị tự kỷ gì đó, nên là ra quán cà phê kiếm một góc nào đó ngồi tám với cả nhà cho đỡ buồn. Út chưa khỏi bệnh, Út vẫn còn bệnh cả nhà ơi. Đang quá mệt mỏi đi cả nhà ơi, mệt mỏi lắm. Nhưng mà Út sẽ cố gắng. Hello anh Hòa. Hello tất cả mọi người. Cứ mỗi lần mà bệnh lúc trước á, Út hay đi truyền đạm với truyền nước biển á, nhưng mà sợ lắm, bây giờ thấy mấy cái đó sợ lắm luôn á. Sợ lắm luôn á. Nói chung là sợ đau lắm cả nhà. Hello em Mai Truyền. Cảm ơn em. Cảm ơn cả nhà. Muốn uống cà phê với hai con mắm. Con mắm thúi. Đây, Linh Trần. Nhìn hai đứa cũng đẹp gái mà ế. Còn nghiệp ghê luôn. Có ai rước không? Có ai rước hai em nó đi không cả nhà ơi? Có ai rước hai em nó đi giùm không? Mà thấy Út nó còn ế thì muốn chia là hai đứa em nó. Thôi ế cho ế đều luôn đi. Hello
Chị đang uống với hai đứa em gái. Mạng có yếu không? Sao ra hết trơn rồi? Hello Quỳnh Trâm, hello Linh, Linh Màu, hello Lan Linh, Minh Đặng. Thế này là ông chào cả nhà nha. Vẫn còn ho, vẫn còn nghẹt mũi. Chưa có hết hẳn cả nhà ơi. Thứ hai là phải đi quay hình rồi, không là thu tím thật nữa, không biết là giọng sẽ như thế nào. Không biết like này nói gì với cả nhà luôn đây nữa. Nói nhiều với cả nhà luôn đây. Hát thì hát cũng nổi. Sao mình chỉ cái tấm này ở ngoài tấm này là tấm mình đừng nói mặt không khởi đây cười lại đây con ăn có ai uống cà phê với út nhỏ không? Ai uống cà phê thì qua 1122 nha. 1122 Quang Trung Gò Vấp nha. Út khét không nổi đâu, tại vì út đang bị nghẹt mũi, đang bị đau họng. Dưỡng sức để ngày 6 Tây đi quay 3 ngày, 6, 7, 8, ngày 9 luôn cả nhà, nửa ngày buổi 9 luôn. Nửa ngày của ngày chính tay nữa. Quỳnh Trâm nào vậy? Trước kia em bị ai đã bị hất hay bị nít rồi thì không thể nào mà Út kết bạn lại được, tại vì Út Facebook của Út đó hiện nay nó không chấp nhận bạn nữa. Nên là chỉ theo dõi thôi, nếu mà ai yêu mến Út thì theo dõi. Còn có... Rồi đi uống cà phê với bạn trai thì mắc gì phải ngủ. Ủa mà cho dù uống cà phê với bạn trai đi chăng nữa thì ngủ mọi người uống cà phê chung thì có sao đâu. Bình thường mà. Trần Thu Thảo, chị chưa hết bệnh, chị còn nghẹt mũi với ho nữa. Vẫn còn bệnh mấy em ơi, vẫn còn bệnh chưa có hết. Em Bích Trâm là kệ em chứ, biết Bích Trâm rồi. Bích gì cũng như vậy hết trơn á. Chứ không phải là chỉ riêng mình em mà Út sẽ là kết bạn. Bất cứ ai cũng vậy hết. Và xin thông báo với tất cả đại gia đình mình luôn nha. Cái trang Facebook là trang của cộng đồng và trang Facebook để dành riêng cho những người yêu thích riêng bản thân của mình. Chứ không phải là dành cho những các bạn mà vô kêu kết bạn rồi lại đem cái hình ảnh của người khác, một người nghệ sĩ khác, ca sĩ khác BA cho người khác là không thể nào chấp nhận được. Mong là các bạn hiểu. Nói chung là Út cũng đã lọc lừa ra những bạn như vậy rất là nhiều rồi. Ngày nào cũng uống nên nó ngán rồi, đang uống Lipton nóng.
nấu nước chanh. 1122 là chồng Hoàng Khải ơi, về chưa, ra đây đi. Ba đứa đang ngồi ở đây nè. Nè. Hai vợ em đang ngồi đây nè. Anh đang ở còn ở đó không? Em nhớ anh Khải không ơi? Em nhớ anh nhiều lắm, mau về với em đi người ơi. Anh còn ở đó không anh Khải? Về đây. Alo, alo. Lố rồi, lố rồi, lố rồi, lố rồi. Lố rồi. Không, mấy ngày Út bệnh nên là không có đi hát, đi Hà Nội về xong là hình như bị đuối đường rồi, không có đi nữa. Bữa từ sân bay về xong cái qua tiệc sinh nhật của Tỷ Dương luôn. Nên là đuối lắm. Nên là chỉ nghĩ bữa nay, đáng ra là bữa nay hôm nay là đi tập võ nhưng mà hình như là cái gì quốc tang gì đó nên là trường không có tập. Nên là được ở không, ngày mai thì ở nhà cho bé Hạnh với bé Linh soạn đồ, sắp xếp đồ cho bé Hạnh với bé Linh xong rồi sáng 6 tay thì đi quay sớm, đi quay hình sớm cả nhà. Ở nhà có lấy chanh chào bóng tay không? Nè, móng chuẩn bị đóng phim nên là cắt bóng tay cùi hết luôn cả nhà. Tội nghiệp bàn tay bé nhỏ của em quá. Sốt mà đến nỗi á cả nhà, tại vì Út lì lắm, tại vì Út không có thích đi bệnh viện á, không có thích chuyện nước biển hay là không có thích bác sĩ chích thuốc, tại vì sợ cái cảm giác đó lắm. Tại năm 2013 Út nằm bệnh viện mấy tháng trời ở Đại học Y Dược á, nên là Út sợ lắm luôn, nên là hình như là thấy y tá đẩy chiếc xe vô là nước mắt là hình như là chảy hết rồi đó. Nên là bây giờ bệnh là chỉ uống thuốc ở nhà thôi, nhưng mà uống thuốc mấy nay cũng cả tuần rồi nhưng mà nó thấy nó không có hết lắm. Mình sẽ cố gắng. Mình phải lì chứ, tại vì cuộc sống của mình là cuộc sống tự lập, chả ai giúp đỡ mình hay là chả ai lo lắng cho mình, nên là mình phải lì chứ mình không thể nào nhu mì được. Tại vì cái phồn qua đô hội đô thị này mình đâu có thể nào mà sống đầu lị vào người khác được bạn. Vẫn còn bệnh cả nhà ơi, như sắp chết hay sao rồi. Ngoại, trời đất ơi, tội nghiệp ngoại còn trẻ, ngoại đuôi gì sao ngoại, ngoại không thấy con luôn hả? Con ngồi chân dần rồi nè. Con ngồi chân dần, ngoại không thấy con không ngoại? Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Trời ơi, bệnh mấy ngày sống như con mắm gì đó, đẹp đâu mà đẹp. Về tôi nuôi bệnh cho hả? Trời ơi, nếu mà bệnh á, được bệnh á, mà được người khác lấy được bệnh mình á, thì chắc là trên đời thì không ai bệnh hết ha. Dây chánh làm sao chết được, chết hết phim sao? Chết là gia phụ đi tu hết luôn á. Dạ chuyện quá nha, Út nhỏ.
thân. Và chuyện là lóc luôn Facebook á. Lớn rồi mình đừng dài chuyện như vậy. Buồn lắm cục cưng ơi, có ai chọc chị đâu. Sáu tay chị em mình gặp nhau nha. Ủa em quen ngày mấy tay ta? Ngày bảy tay hay sáu tay chị quên rồi. Bảy tay đúng không? Nhớ hỗ trợ giúp đỡ chị nha. Hài á, hài lúc chứ. Mình đọc hài mà có gì đâu ạ. Ồ vậy luôn á hả Út nhỏ. Nghe thấy thương quá à. Lê Hữu Tấn về tôi nuôi Út mau hết bệnh á, trời ơi về nuôi chắc chết luôn quá, chắc chết sớm. Hôm nay Hân vẫn còn bệnh. Ờ à, tám tay em mới quay hả? Họ lịch của em là tám tay hả? Ok em. Đinh đinh hơi hả? Khi nào cũng đẹp hết đó em. Ồ vậy hả? Hello Hồng Gấm, lên chị chơi nè. Khải kêu lên chơi nè. Chị quay có 3 ngày à cục cưng. Bây giờ bệnh hết luôn rồi cả nhà ơi. Ủa hôm nay thứ bảy mà sao em đi không được? Hôm nay là thứ bảy mà. Ok, giãn cơ mặt ra hả? Ok, để chị giãn cơ mặt ra cho chị căng quá. Tại mấy nay bệnh nên chị căng quá. Đi Trần sắp, tại vì sắp tới Út có quay chương trình nhiều lắm nên là chưa có lịch chuyển ở đâu. Thì đầu tháng 5 là như là ngày 11 tây thì hát ở Đồng Nai, rồi 13 14 thì ở An Giang, Chợ Mới An Giang, rồi đầu tháng là ngày 6 7 8 đi quay trước rồi xong còn phải đi hát cả nhà ơi. Có gì được gặp thần tượng ở ngoài hai Ngân Khang. Một dịp gần nhất nha Ngân Phạm gì ơi, Ngân Phan ơi.
được rồi. Được chưa? Ồ, mùa này dễ bệnh lắm á em. Nghe Trang, mùa này dễ bệnh lắm. Chị bệnh này cái từng mấy rồi, bệnh mà hai con mắt nó bị thụt vô luôn. Buổi tối thư giãn nha chị, em đi tắm rồi đi cà phê đây. Ok cục cưng, ok bé Trang, buổi tối vui vẻ em nha. Cảm ơn. Chị rất thích em hát hay lắm đó. Lại còn xinh gái nữa, dịu dàng nữa, không mà nha. Mấy cái từ như ở trên thì em còn đồng ý, nhưng mà cái từ dịu dàng là em không đồng ý. Tại vì em rất là dữ. Nói chung là em có cơn lắm, nắng mưa thất thường lắm, không có dịu dàng như mọi người nghĩ đâu ha. Em chỉ trên sân khấu thôi, chứ ở ngoài đời em ở ngoài đời em không như mọi người nghĩ đâu nha. Ồ vậy hả Gấm hả? Ồ chị cũng bị vậy nè, nó bị đục bụng hai cái lỗ tai nè, tại vì tai mắt mũi họng là nó đi chung với nhau á. Em cũng giữ sức khỏe đi nha, để cho cái ngày mà em quay á là cũng hơi bị cực cái gì cục cưng. Cái ngày mà em quay cực lắm luôn á. Nên là em cố gắng giữ sức khỏe nha. Trời ơi, đang nói chuyện còn ra tiếng đi mà hát cho chị nghe sao hát được chị. Út đang dưỡng bệnh chị ơi. Không rồi nha, không ngồi một mình lên nha, ngồi thứ ba người lận á. Đó. Ngồi tới ba người lận ở cả nhà chứ không phải là ngồi hai người, ngồi có một mình lên đâu. Cảm ơn Quỳnh Thị Kim Loan. Miền Tây. Út mới ra Bắc mới hát xong về mà. Ok tình yêu Lê Trang, ok em. Ok cục cưng Thị Gấm. Bệnh lâu lắm rồi cả nhà ơi, bị bệnh lâu rồi. Nguyễn Giao, em ở Cà Mau, chị về hát thì chị có cần gì thì chị hát ở Cà Mau là sẽ đón chị. Ok cảm ơn em Ngân Phạm. Trời ơi, mỗi lần Út nhỏ mà bệnh là lâu lắm cả nhà ơi. Không phải quở chứ mỗi lần bệnh là cả tháng trời mà chưa có hết được là tai mắt mũi họng luôn cả nhà, nên là Út mệt mỏi lắm. Có bé Hạnh đang ở đây. Chị đang ngồi uống cà phê. Uống cà phê, uống lít tông nóng. Hello cô My Trần. Cả nhà nha.
là sao? Khi người đẹp có sĩ nhục hơn là sao? Kỹ nở. Tóc tuyệt phạm. Facebook hiện nay thì không kết bạn được nữa nha cả nhà. Không kết bạn nữa mà không có kết bạn được nữa. Nên là nếu mà ai yêu thương Út thì theo dõi Út thì Út cảm ơn. Hello Mai Quỳnh. Hello Thị Nở, cảm ơn em. Chưa hết bệnh nữa cả nhà ơi, đang ngồi cà phê với hai đứa em gái. Con Kiên. Con chào cô Phương Bùi. Không em, Khải đi giao mỹ phẩm rồi. Con vẫn còn bệnh cô Phương Bùi ơi. Nhà buổi tối vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm lo lắng nè. Nổ khá thật chiếc nữa. Ê, lòng thề quá. Trời ơi, tí inbox cho số điện thoại nha không? Số điện thoại em luôn anh. Cảm ơn cả nhà buổi tối vui vẻ. Sao cả nhà càng ngày càng mất tiêu rồi.
hỏi gì vui vui trả lời nha cả nhà ơi. Tự nhiên không đi. Chị mẹ. Ủa, mày ngồi ở đây tao không thấy mày mẹ tao đuôi mày, phải con kia. Không, ghẹo cho tạo nghiệp không mà ngồi kế bên mà nó hỏi vô bình luận nó hỏi là Tư Miến thấy em không? Trương Quân, nhật ký của hai đứa mình là cái gì? Nhật ký của hai đứa mình là làm sao? Nữa tới thêm một con khùng nữa, Linh Trần nữa. Tư Hô còn đó không? Ta đang ngồi đây nè mày, con quỷ điên, con quỷ điên, quỷ điên. Tư Miến ngồi đó không? Mày đang ngồi chỗ nào? Đang ngồi chỗ mới nè. Chỗ mới nữa thì chị em thấy là chỗ cũ em thấy. Hai con điên á cả nhà. Ngồi gần mà nó vô nó bình luận kìa, nó hỏi Tư Hô, Tư Miến gì còn ngồi đó không kìa. Sao ngồi đây nóng dữ vậy ta? Nóng quá hả? Ừ, nóng quá. Trời, nóng đổ mồ hôi luôn nè. Uống trà nóng á, uống trà nóng á, đổ mồ hôi á. Lạnh muốn chết nè. Hai đứa có thể đặt câu hỏi khác được không? Dạ được, chị ăn cơm chưa? Cái gì nhạc đó em nhạc mà là sao? Nhạc đó em mặc nhạc em nhạc mà là cái gì? Trời dữ gì mà không lợi hai đứa quỷ gì cả nhà. Nó nhà nó lì lắm luôn á, phá nhà cửa tối ngày à. Lên xe là nó nhâu như con dồi vậy đó. Dạ con cảm ơn cô Phương Bùi. Ủa cho xin số điện thoại làm gì? Tạo nghiệp nữa à? Xin số điện thoại làm chi vậy? Có liên quan gì không? Nếu mà xin số điện thoại kêu xô á thì qua Trần Hoàng Khải. Cứ xin số điện thoại tôi chi. Chương trình hỏi mà trả lời. Con Quỳnh Trâm là đứa nào? Con Trâm khùng á. Đuổi ra đường ngoài mà nó đâu có chịu ra đâu. Có gì đâu vui cái tạo nghiệp tối ngày, bắt chửi tối ngày, có gì đâu vui. Ngọc Hân đang ở xì phố. Hello Lương Ẩn. Nguyễn Thanh Dữ. Hello Hồng Loan. Trời ơi bình thường. Đâu có gì đâu. Cảm ơn Trần Nguyễn. Bệnh rồi không hát nổi Thu Ngọc. Không có xin thanh xong có xin điện thoại chứ xin gì? Có gì để xin? Trương Quân là ai vậy? Cái thằng này nó nhạt nhạt gì vậy chị đó. Hương Cỏ Dại. Út thấy em cũng lì lắm luôn Quỳnh Trâm chứ không phải là chỉ mình hai đứa này đâu. Út thấy em lì lắm luôn á, em lì hơn con Hạnh với Linh luôn á. Cảm ơn Gia Bảo. Trời ơi đang ngồi cà phê có đi diễn ở đâu đâu. Cái mặt Út ra là mặt bọc như cả nhà. Không có đi hề phấn son gì luôn á. Ờ có miếng son. Dạ bộ quẹt ngay. Không có phấn son gì luôn á nha. Đang ngồi cà phê chứ không có đi diễn gì cả nhà. Nghe mẹ. Đang ngồi cà phê. Hello anh Phong. Cảm ơn chị My Lê. Ờ đang bệnh gần chết rồi. Nói không ra tiếng luôn mà tại vì buồn quá lên nói chuyện với cả nhà thôi chứ đâu có hát cho cả nhà nghe nổi đâu. Cái giọng còn bị gồ ghề lắm á cả nhà. Trời tự xin hình làm gì trên Facebook cả đống lên trển lấy đi trời. Trên Facebook đó tự tải về đi, xin chi.
xin hình về bỏ bịch me hả trời? Xin hình về bỏ bịch me hả? Thiệt tình nữa trời. Ờ, Quỳnh Trâm mày quen lắm. Con nói không có là không có mà. Cẩm Ly, Kiều Dân. Có người hỏi thay em rồi, Út ăn cơm chưa rồi? Tư Mén vẫn còn bệnh chưa có hết. Phong ơi, anh Phong ơi. Giang Tiên Tiên. Út ăn cơm chưa hả? Út chưa. Tối nay buồn quá nên không có ăn gì nổi luôn cả nhà ơi. Công việc nói chung là nhiều thứ mình phải lo á. Giống như mình đã tự lo quen rồi, thì sắp tới có nhiều công việc mình phải lo á, nên là buồn. Rồi lớp nào mấy nay bệnh nữa, cả tuần mấy rồi kêu hết nữa. Xin tấm hình bỏ bịch me hả, lên Facebook tự lấy đi. Em chào anh Thanh. Anh Thanh Sài Gòn, anh khỏe không nè? Bữa nào anh thiết kế cho em bộ đồ vest của nữ đi. Hello Trần Nguyễn. Đúng rồi, nhưng mà Út không có hát đâu. Nguyễn Minh Phạm. Rồi ai vậy? Minh Lực Phạm nào? Mắc gì đời mới chán, nó chán mình cũng chán thôi chứ mắc gì mình chán đời. Cảm ơn Tiên gì? Tiên Quỳnh Thị Cẩm hả? Quỳnh Thị Cẩm Tiên. Vịt con xấu xí, ok chị đang bệnh. Trời ơi, bạn có nào cái tên đẹp quá, Quỳnh Te Tua. Trời ơi, sao cái tên thảm sầu vậy? Hùng. Hùng Te Tua hả? Hello Tiết Minh. Không hết nạn. Không vui. Con chào cô Thị Vân. Em cảm ơn anh trai. Em cảm ơn anh Thanh nhiều nè. À, một dịp gần nhất em sẽ đi ra đó đi gặp mấy anh chị nha. Hôm bữa em với Phúc Vũ ra Nam Định hát rồi xong ra Hà Nội nữa. Trần. Rồi cái gì mà MC ca sĩ còn hơn đâu đây nữa. Ồ đang xuống 10 chơi á hả anh Phong? Cảm ơn Nguyễn tới. Cảm ơn Hạnh Nguyễn. Em rảnh quá Hạnh Nguyễn. Hút rồi, uống hút rồi cả nhà ơi. Một buổi chiều này chưa ăn gì nên chưa có dám uống thuốc. Bài mới, lúc nào có hát bài mới không ạ? Vậy thì cho Út hỏi là có theo dõi Út không? Mà sao lại hỏi Út như vậy? Tức là có những cái gì mới thì Út đã đưa lên hết cho tất cả mọi người xem hết rồi, Út đâu có để làm chi đâu. Chỉ có sắp tới này đi quay những sản phẩm mới thôi. Không. Chà Ngọc Hân có về ở đâu? An Giang không? Không Hân. 13, 14 Hân sẽ về hát chùa ở An Giang nha. Ủa, 14, 15. Ai nói 14, 15? Chị Hạnh. Dạ, 15. Lóc Facebook liền. Lóc Facebook liền. Lát đuổi khỏi nhà luôn. Đuổi việc luôn. Quên mà. Ủa? Mắc gì bệnh mà ăn gì mới hết bệnh là sao? Bệnh thì uống thuốc mới hết bệnh chứ. Ở đâu mà mình có rồi bỏ bớt. Thấy cu beo mình lận không? Cho tấm hình bỏ bớt đi em. Ai? Cu ke đó.
lên Facebook rồi tự lấy rồi tự đem về để bỏ bóp rồi nhét sao đít rồi ngồi tao nghẹt thở chịu gì nổi trời. Xin hình tao bỏ vô bóp rồi bỏ đít rồi ngồi nhét đi ngợp thở chết luôn, bệnh nặng thêm nữa. Trời ơi, tốn 50 triệu lột xác đó. Không đẹp nữa thôi luôn á. Dạ em cảm ơn anh Thanh Sài Gòn. Một ngày gần nhất sẽ được gặp tất cả các anh chị nữa nha. Hello Ngân Trần, Nguyễn Cô. Chùa nào An Giang hả? Không biết nữa, nhưng mà sắp tới sẽ đăng hình ảnh của Potter của hai đêm diễn ở An Giang cho cả nhà mình xem nha. Chứ Út chưa biết nữa. Kệ người ta đi, Út nhỏ nó nhiều quá. Ủa ai nói gì đâu, chịu không nổi Quỳnh Trâm cười khà khà vậy con này. Không vô. Áo đẹp hả? Mới mua luôn á cả nhà, mới mua thiếu, chưa trả tiền nữa. Hello cả nhà nha, thôi toàn thắng. Lâu lơ rồi. Ồ, cảm ơn Gia Bảo nhiều nha. Hello Quỳnh Cường. Cảm ơn Gia Bảo. Hello Lôn Trần, Phạm Như. Ok, có gì Út sẽ đăng hình Facebook. Có gì vào xem Út diễn ở đâu lại xem ủng hộ Út nha. Sẽ có quà đặc biệt cho cả nhà khi mà đến xem Út nhỏ hát. Đó là những chiếc DVD và những chiếc CD để lên xe nghe ha cả nhà ha. Được, bỏ vào tim thì được, xin hình bỏ vào tim thì được. Chứ ai mà xin hình rồi bỏ vô bóp rồi bóp với nhét cái dưới đít á. Rồi ngồi, ai mà thở cho được. Sao bạn kiến không ạ? Đấy quá có thấy hả? Cái bạn kiến. Chắc là do em với Hạnh phá á. Chị, em không có ăn gì luôn. Tự nhiên rồi nãy giờ em không có chậu. Chắc là tại do hai đứa ở dơ có kiến á. Chứ tắm rồi. Út ngồi nãy giờ nó có kiến luôn. Đâu. Tắm rồi bộ thơm thôi rồi. Thơm á. Tắm rồi chứ đi chơi với bộ cảm ơn cả nhà, sẽ cố gắng uống thuốc để nhanh hết bệnh, tại vì sắp tới có rất là nhiều công việc nên là sẽ cố gắng hết bệnh cả nhà ơi. Gia đình chưa Hân mà sinh thế, có gia đình rồi không được sinh, hay là không có gia đình thì sinh thì cũng bình thường, có gì đâu. Gia đình của chị là hai đứa em nè. Có gia đình chưa hả? Có hai đứa con rồi. Đây mẹ. Đây mẹ. Đó. Ơi mẹ, đây là đứa con lớn. Đây là đứa con út rồi, nó bự nhất, thấy không, cưng nó nhiều nhất luôn á, tại nó ăn nhiều, nó ăn giống như heo gì đó. Rồi cái con này nhịn đói quá, nó ốm á. Mẹ khỏi cưng con luôn đi hả? Không biết có gia đình chưa mà có được hai con rồi cả nhà ơi. Hai đứa con cũng cần gả rồi. Ai có con trai không, làm xui giúp đi. Út hôm nay gần 40 rồi á. Đứa 19, đứa 20. Cả nhà có ai có con trai không? Mà đặc biệt là phải có công việc, công ăn việc làm đầy đủ nha. Chứ tại vì tụi nó làm biến quá. Tụi nó làm biến như quỷ gì đó. Nó chỉ biết ăn thôi. Nên nó không có biết làm gì đó. Trời ơi, trời Út, chị nào mới có mấy chục tuổi mà có chồng làm gì chi cho mệt vậy. Sống vui khi đời cho phép cả nhà ơi. Đừng có chồng khơ sớm rồi chuốc khổ vào thân.
phụ nữ hơn nhau ở cái tấm chồng thôi, gặp thằng chồng đồng hoàng tốt thì không nói gì, gặp thằng chồng trả ra cái gì lại khổ, lại vướng vô một đời chồng, lại mang tiếng là ồ giá chồng. Bởi vì hai đứa rồi, con tốt nhỏ nước ốc ơi, kết, ai lại kết nước ốc vậy? Ông bớm, cái phần bớm có người anh có con trai không? Kệ em xem làm xui. Anh kết đứa nào? Nè hai đứa, đứa nào? Đứa út đúng không? Đứa mặt địch kìa phải không? Quay đi con, quay đi con cho ta nhìn mặt con đó. Giận. Đứa này thì gả nó tại vì nó mập quá, mình không có cần phải bù đắp nó cái gì hết. Nhưng mà nếu mà gả nó thì chắc có thể là nếu mà tính ra tiền đô thì khoảng chừng 30 ngàn thôi là được rồi, là cưới được rồi. Thôi mẹ để làm mắm luôn đi mẹ. Giận. Rồi mẹ nuôi tụi con lớn lên từng hai tuổi này. Xin lỗi lúc mớm nha. Thôi giận rồi á. Xin lỗi hai gia lên. Trời ơi. Ủa ai tin được con anh còn ghim, chắc anh đi theo dõi nữa anh biết nó còn ghim hả? Mắc cười quá, chắc còn ghim cái lũ gúng quá, ở đâu ra còn ghim. Nhìn bản mặt em là em biết con anh còn ghim rồi. Thua. này chứ bộ. Đó rồi, em thôi. Thích em mập rồi Úc ơi. Ơi em thích em mập rồi. Em thích đi mập rồi Úc ơi, vài bữa chị ở nhà gã luôn vậy rồi. Gã gì? Cảm ơn cả nhà nhiều nha, cảm ơn cả nhà nhiều. Trời ơi, dễ gã quá ha, ốc mua vàng nó ăn hết rồi. Con ta nuôi lớn nó phải gã. Bà Mai hả? Chắc bà Mai chắc còn lâu lắm á. Tại vì bà Mai dữ quá, không ai dám hỏi tới, cũng không ai dám nuôi đâu cả nhà ơi. Bị cúm cả tuần mấy nay rồi. Ôi bệnh mấy nay mặt mày bơ phờ luôn cả nhà, có đẹp cái gì đâu cả nhà. Trời ơi ơi. Nguyễn Hùng, Nguyễn Hưng đâu kìa. Cho xem mặt em mập trước đi. Trời ơi. Nghĩ sao nói người ta mập vậy? Ủa chẳng qua em lớn con thôi chứ em không phải là em mập em ha. Mẹ em nuôi kỹ thôi nha anh, chứ em không mập nha anh. Tại vì do mẹ nuôi kỹ, chứ không phải là mập. Trời ơi, em về em ngủ, em có gói ôm, em không cần phải mua gói ôm nữa. Bây giờ người ta ăn thịt kho hộp vịt chứ ai đâu mà ăn xương hầm xả trời. Kìa, cái Facebook của mập là gì vậy? Cảm ơn anh nha. Mới cảm có mấy hôm mà dòm thấy ốm thương ghê. Trời ơi, nghĩ sao cái mặt như con heo gì đó mà nói ốm. Biết ốm cái đường nào luôn á. Cái tên không biết đọc luôn. Sakura. Sakura. Karaon là gì? Rồi cái tên gì mà dài dòng lòng thòng vậy, tên mày là người gì vậy? Người Campuchia hả, là người gì vậy? Lên 8 với cả nhà chứ không phải lên nóng quá.
cho anh xem mặt coi mập không, cái mặt trần dần nên là không thấy hay trời mà còn xem nữa, muốn xem bé nào. Đi muốn mập đây nè. Dần. Béo dạ, chứ em... nói mập ca sĩ không chịu. Gả em mập cho em đi Út, dễ nữa. Ồ, muốn gả dễ lắm hả? Dễ quá, ốc cua vàng nó ăn hết rồi. Em kia kìa. Lên đây tám với cả nhà thôi, chứ lên không có hát cả nhà nghe được. Tại vì cái giọng đang đàn ông dữ lắm, cái giọng đang men dữ lắm. Không thể nào hát cho cả nhà mình nghe được. Khi mà lên livestream thì có rất là nhiều fan ở tất cả các anh chị ở Hà Nội. Khi nào ra Hà Nội thì thông báo đi nha. Vừa rồi mình ra Hà Nội mình cũng có đăng poster mà có thấy mọi người đi xem đâu mà hỏi làm gì. Thấy không? Vừa rồi ở Hà Nội 2 ngày. Hello Nguyên Thi, Nguyễn Thi không có dấu. Hiện nay Facebook chị không kết bạn được nữa em. Thi Tuyền Thạch ơi, gửi gạo qua nuôi hả em? Ok, tại vì thôi tóm lại là em có tiền gì thì em gửi tiền cho xài đi, chứ gạo thì chị đủ nuôi các con của chị, nó chỉ ăn xài thôi chứ nó ăn không có nhiêu hết trơn á. Khốn nạn Nguyễn Hùng, trời đang nóng cưới em mập về khỏi bắt má điều hòa. Anh nha. Xin lỗi anh nha. Nghĩ sao nói nó mập hả? Rồi nó rất là dễ thương. Thấy không? Nè nó rất là dễ thương. Đây là đứa Út và đứa lớn. Đứa lớn thì nó bị câm bị điếc. Em không phải câm nha mọi người. Em không phải câm. Ai nói em câm em chửi đó. Ai nói em mập em giận đó. Ờ đó thấy không? Thì đó nó bị dễ thương. Rồi con cái là ăn hàng giỏi nhất thôi. Chứ nó rất là dễ thương nha. Em có hát ở Bạc Liêu không hả Ngọc Hân? Không. Các bạn xịt lên. Không biết nữa, bỏ dĩ kiến không? Không có ở Bạc, không có hát Bạc Liêu. Cái mà là lịch chưa thấy, không có Bạc Liêu. Út ít ở hát ở Bạc Liêu lắm. Có vừa rồi là mình trực tiếp phải không ta? Phải không hả? Phải không mình trực tiếp đài nào quên rồi, hồi vừa rồi. Đây. Năm gì rồi? Bạc Liêu đó gì đó. Ở Bạc Liêu chữ à. Cả nhà ơi, ai yêu thương Út Võ thì theo dõi và luôn ủng hộ Út Võ. Thì mặc dù mình không kết bạn với nhau nhưng mà mình vẫn được vào thích hoạt động rồi comment rồi mình cũng trò chuyện. Tại vì cả tuần mấy nay thì không phải là Út không tương tác với cả nhà mà là Út chỉ vô thích thôi. Tại vì thật sự là không có thời gian, tại vì Út bệnh đó, lớp nào đi diễn rồi lớp nào nghỉ dưỡng sức đó cả nhà, nên là không có vô để trả lời từng cái comment bình luận của cả nhà, nên đó là người fan luôn dễ chào mà quên người fan nữa đâu, nên là Út mong cả nhà hiểu và thông cảm. Thì hứa hẹn một ngày gần nhất nữa sẽ được sẽ được thiết lập lại thêm lọc lừa một số bạn không tương tác nữa thì sẽ cho những bạn mới vào đây. Nãy giờ chọc ghẹo em áo trắng mà nhắn tin với em áo đỏ đỏ cam lại nãy giờ sao kỳ vậy, chọc ghẹo em áo trắng mà sao nhắn tin cho em áo cam là sao? Nghe cho coi nè, nãy giờ là xin số cái bạn gì quốc quyệt phạm gì nè, nãy giờ ghẹo em mập mà bây giờ nhắn tin cho cô gái thứ hai là làm sao hả? Xin số điện thoại, xin số điện thoại nữa hả?
nghĩ sao mà vô đây xin số điện thoại vậy? Không hề đâu, phải dễ giả gì đâu trời. Trời đất ơi, bữa giờ dễ giả đâu, dễ ốc mua vàng nó ăn hết rồi ha. Trời ơi, Út đang bệnh, Út lên nói chuyện tám được đây. Húng chi là đang bị cảm cúm gì mắt, mắt lắm vẫn gì vẫn cố xem Út hơn nói chuyện. Đang bị cúm mỏi mắt lắm. Ồ, có gì thôi em đi ngủ đi. Cảm ơn chị Tina đã đặng. Châm. Đúng rồi, phải đưa lên chứ, vật chứng nhân chứng có đầy đủ, khó em không thể nào chối được, hiểu không? Quốc Việt Phạm, Phạm Việt Quốc, Phan gì đó, Phan Phạm, tức là không có dấu, mình đọc vậy đó, người ta cũng biết mình đọc cái tên của người ta rồi. Cho cộng đồng phải biết chút, cho cộng đồng phải bút người ta biết chút, mới đó mà vô kiếm thì bút người ta nhắn tin rồi, nhanh thiệt. Nguyễn Quỳnh Trâm cũng vô cười hoài kìa. Hồi qua phai yếu rồi. Ơi, tự vô kiếm đi em, tự vô kiếm đi nè, cho em xin hình, cho em xin Facebook của em áo trắng nè. Hôm nay live stream để nói chuyện với cả nhà, chứ không phải là vô đây để mừng mai gả mối gì hết á. Muốn cái gì thì tự vô kiếm, tự làm nha. Trời đất ơi, thấy em không? Làm sao thấy được? Thấy tin nhắn thôi chứ làm sao thấy em được? Rồi đòn hắn. Buổi tối này buồn buồn lên tám với cả nhà cũng đỡ buồn ha. Hứa hẹn với cả nhà là khi mà Út hết bệnh á thì Út sẽ. Ủa mẹ. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy anh Khải? Khải này. Quý vậy. Là khách hồn. Quý vậy. Nãy giờ ghẹo em quá trời luôn anh Khải. Nó đi theo gái mới về cả nhà. Mới đi theo gái nó mới về á. Thì khi mà hết bệnh xong rồi Út sẽ live stream cái đây là một cái thương hiệu của mỹ phẩm cao cấp của chú thứ 8 của Út nhỏ ở thành phố Biên Hòa. Mong là cả nhà sẽ ủng hộ cái này dành cho những chị em phụ nữ đẹp thôi. Nói với cả nhà luôn nha, là ngày xưa nói chung là mặt của nói chung là mẹ của Út nhỏ trước, tức là cái dòng sản phẩm này nó làm từ sâm, đúng không Linh? Từ sâm, nói chung là mỹ phẩm cao cấp đó cả nhà ơi. Sâm nó hơi đắt tiền chút nhưng mà cảm thấy da mặt nó đẹp là ok, phụ nữ là phải đẹp. Tại vì á, chị Thâm nè, Thâm quần mắt nè, cả nhà nhớ ngày xưa mắt Út Thâm quần nhiều không đó. Rồi cái da thì mình make up nhiều á cả nhà, tại vì phấn cái da mặt của Út á lâu lâu nó cũng có dầu nữa, nhưng mà nếu mà da mặt dầu á, theo như Út suy nghĩ á là da mặt tốt á cả nhà. Tại vì khi mà Út trang điểm á, cái phấn nào nó cũng ăn vô mặt hết trơn á, cái nó sẽ có những cái lâu ngày nó sẽ có những cái giống như cái gì gọi là gì ta, cái này gọi là gì, tàn nhang hả? Cái tàn nhang á cả nhà. Cái tàn nhang á cả nhà thì nó sẽ nhiều lắm đó. Nhưng mà từ khi mà Út sử dụng cái Út sử dụng cái mỹ phẩm của chú Út thì những cái tàn nhang đó giống như nó bị mờ đi. Nó mờ đi thì nói chung là nó, cái mỹ phẩm nó xài rất là ok. Nói chung là hàng cao cấp thì nó sẽ có khác ha. Nên là khi nào mà Út khỏe lại, Út hết bệnh á thì Út sẽ live stream để giới thiệu đến cho cả nhà mình xem nha. Còn bây giờ thì trong lúc này thì chưa phải là lúc, tại vì buồn quá lên live stream với cả nhà thôi, tại vì mấy nay công việc còn nhiều ở cả nhà nên là chưa có không có ấy được. Thế chú đưa lâu lắm rồi, chú đưa nay chắc cũng nửa tháng rồi nhưng mà Út chưa có thời gian á, nên là vài bữa nào sẽ lên live stream khi nào mà xong công việc ổn định rồi sắp xếp được thời gian thì Út sẽ lên live stream.
để giới thiệu đến cả nhà mình nha. Đi đâu đi về chuyện nãy giờ cái gì bây giờ quay đồ từ lúc 6 gì 5 giờ mấy 5 giờ 8 giờ cái gì ở đây tên quốc gì chị đi ăn qua nữa đó ngồi chơi. Ôi mình biết bao nhiêu thuốc rồi chưa khỏi cái gì, chưa bị khỏi cái gì. Chứ mà như theo Út biết thì cái sản phẩm mà chị ném của chú Tám Út á thì cái hũ đó chỉ có bao nhiêu đây thôi nè, như vậy xíu gì nè. Nhưng mà rất là hay, tại vì ngày xưa cái mẹ của Út nhỏ xài cái đó. Tức là mặt của mẹ Út nhỏ là bị nám nhiều lắm, ngày xưa người ta đi làm ruộng, làm mương rồi đó cả nhà. Đó nên là nám rất là nhiều, nhưng mà sức cái hộp đó mà lâu lắm rồi, như cái chục năm nay rồi, hết rồi mẹ không sức nữa. Ồ ok, Út cũng bị nè, Út cũng bị, nhưng mà để dịp nào rảnh đi, để Út khi nào Út hết bệnh, Út khỏe hẳn đi rồi Út sẽ lên live stream để thông báo đến tất cả chị em phụ nữ ai muốn làm đẹp nha. Ok, nhưng mà em bị lâu chưa, em bị cái đó lâu chưa, em bị tầng lan lâu chưa, em bị tầng lan hay là em bị nám? Nám thì nó trị rất là nhanh luôn, còn tầng lan thì chắc có thể là thời gian. Tầng lan là gì? Cái tầng nhan hả? Tầng nhan. À tầng nhan hả? Ờ tầng nhan. Ai biết, tưởng là tầng lan, ai biết đâu. Ok Ngân là Nguyễn Lan, ok. Sau đó thì cả nhà mình trước khi mà chia tay cuộc livestream buổi tối ngày hôm nay thì ok, Nguyễn Lan gì đó không có dấu, để Út khỏe đi rồi Út sẽ lên like cho mọi người thấy được cái dòng sản phẩm đó. Út cũng quên tên rồi, nhưng mà chị nhớ không lầm là cái gì ABC. Cái với sản phẩm là ABC ABC. ABC. Cái thương hiệu là ABC. Nhưng mà nó có một cái tên dài dữ lắm. Nó có một cái tên dài lắm nhưng mà không biết là cái gì đó. Nhưng mà nó chỉ làm nói chung là đầy đủ hết. Trời mụn là khỏi nói luôn. Mặt Út là hay thường sử dụng phấn nhiều rồi trang điểm nhiều, tại vì đi diễn, đi hát, đi quay á cả nhà. Nên là nhờ sản phẩm đó mà da mặt mình lúc nào nó cũng nói chung là nó không có mụn nhưng mà nó rất mịn, mà lúc nào nó cũng căng bóng nha. FDC đúng không? FDC mà cái gì? FDC. À dòng sản phẩm là F. À đúng rồi, FDC cả nhà ơi. FDC. Thương hiệu độc quyền của chú Tám, cô Út nhỏ. Thì để vài hôm nữa đi. Để khi nào mà công việc ổn mới đi, chắc có thể là nếu mà ổn thì chắc có thể là tầm giữa tháng 5 á cả nhà ơi. Tại vì đầu tháng 5 Út đi diễn, đi quay rất là nhiều nên là không có like cho cả nhà được. Khi nào Út khỏe hẳn rồi, công việc nó ổn lại rồi Út sẽ lên live stream cho cả nhà nha. Trước khi mà đi ngủ á cả nhà mình lên nghe nhạc của Út nhỏ trước khi ngủ nha cả nhà. Nha. Yeah. Bây giờ chia tay với cả nhà nha. Mấy đứa ngồi tám tí ha. Kìa, mấy đứa máy bay cả nhà kìa. Gái hai đứa con. Máy bay cả nhà. Trần Quang Khải. Máy bay cả nhà nha. Hẹn một ngày gần nhất Út sẽ live stream cho cả nhà nha. Cảm ơn tất cả đại gia đình mình đã luôn yêu thương và quan tâm và lo lắng, luôn hỏi thăm sức khỏe của Út trong thời gian Út đang bệnh. Trong thời gian này mà Út nói chung là Út không có tương tác được hết, nhưng mà Út sẽ cố gắng để và hoạt động thích để cho mọi người biết là Út vẫn đang tương tác. Nên là khi nào Út rảnh thì Út sẽ trả lời tất cả là gia đình mình ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và mát mẻ nha. Bye bye. Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà.